diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố đang khiến hoạt động kinh doanh ô tô gặp nhiều khó khăn. Nhiều đại lý kinh doanh ô tô phải tạm dừng hoạt động, việc đăng ký ô tô mới tạm gián đoạn khiến sức mua ô tô sụt giảm, doanh số bán hàng theo đó cũng từng bước lao dốc. Thị trường ô tô trong những tháng tới được dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi dịch bệnh chưa qua, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng Ngâu hay tháng cô hồn đã đến. Sức mua ô tô vốn đã sụt giảm nay bước vào khoảng thời gian mà theo quan niệm người dân Việt Nam thường hạn chế giao dịch mua sắm các tài sản có giá trị như đất đai, nhà cửa, ô tô, khiến thị trường ô tô đã khó càng thêm khó. Trong bối cảnh đó, các chương trình ưu đãi giảm giá bán xe được xem là cứu cánh để các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô vớt vát doanh số bán hàng đồng thời hạn chế lượng xe tồn kho. Ngay từ đầu tháng 8, hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá với nhiều mẫu mã ô tô thuộc các phân khúc khác nhau được các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tô áp dụng. Toyota Vios một trong những mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam trong những năm qua tiếp tục được hãng xe Nhật giảm giá dưới hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách ký hợp đồng và trả thẳng 100% giá trị xe, áp dụng với các phiên bản EMT, ECVT và GCVT. Trong đó, bản EMT và ECVT được giảm 20 triệu, về mức 475 triệu và 530 triệu. Phiên bản Vios GCVT giảm 30 triệu, giá mới là 551 triệu. Honda cũng giảm giá một loạt mẫu mã ô tô đang bán tại Việt Nam. Trong đó, mẫu Honda CRV giảm mạnh nhất chương trình hỗ trợ phí trước bạ do hãng triển khai. Theo đó, khách hàng mua CRV và thanh toán 100% giá trị xe sẽ được tặng 100% lệ phí trước bạ, cho tất cả phiên bản tương đương mức giảm 80 đến 140 triệu. Các đại lý Honda cũng đang giảm giá 20 đến 25 triệu đối với mẫu City. Như vậy, hai dòng xe được xem là chủ lực doanh số của Honda tại Việt Nam đều đang giảm giá. Giá bán thực tế các phiên bản Ford EcoSport tại Việt Nam đang được nhà đại lý phân phối giảm gần 80 triệu nhằm hy vọng tăng sức hút, cạnh tranh cùng các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị. Ngoài EcoSport, mẫu SUV 7 chỗ Ford Everest cũng đang được các đại lý pho giảm từ 66 đến 88 triệu cho 3 phiên bản Sport, Titanium và Titanium 4 wd Ở phân khúc MPV 5 cộng 2 chỗ, mẫu ô tô Suzuki bán chạy nhất Việt Nam cũng đang được nhiều đại lý giảm tới 50 triệu. Trước đó, vào đầu tháng 7, Vi Sư Co từng triển khai ưu đãi giảm 15 triệu cho khách mua XL7. Tuy nhiên thực tế ở thời điểm hiện tại, nhiều đại lý đang giao bán các phiên bản của mẫu xe này với giá chỉ 540 đến 555 triệu. Ngay cả một hãng xe dẫn đầu doanh số như Hyundai cũng đang ồ ạt giảm giá bán nhiều mẫu mã. Cụ thể, theo khảo sát, ngay sau khi Grand i10 thế hệ mới xuất hiện với giá bán 360 triệu đến 455 triệu, các mẫu Grand i10 bản cũ đang giảm giá lên đến 40 triệu nhằm xả hàng tồn kho. Bên cạnh đó, một số đại lý Hyundai cũng giảm giá bán mẫu Kona lên tới 60 triệu. Mitsubishi Việt Nam cũng tiếp tục hỗ trợ 50% trước bạ đối với nhiều dòng ô tô của hãng đang phân phối tại Việt Nam trong tháng 8 kèm các gói quà tặng. Theo đó, khách hàng mua một trong các mẫu xe Pajero Sport, Spander, Spander Cross, Ache và Outlander sẽ được hãng ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Mức giảm tương ứng sẽ phụ thuộc vào giá niêm yết của xe và khu vực áp dụng không chỉ các mẫu mã đang phân phối trên thị trường, ngay cả những mẫu xe mới vừa ra mắt như Nissan Anera, Ranger mới lắp ráp tại Việt Nam cũng ồ ạt lao vào cuộc đua giảm giá. Theo đó, mẫu xe đen hạng B Nissan Anera vừa ra mắt thị trường 3 phiên bản nhập từ Thái Lan được giảm giá từ 20 đến 40 triệu. Ranger lắp ráp tại Việt Nam cũng được các đại lý Ford áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá 20 triệu. Không chỉ ô tô phổ thông, ngay cả những mẫu xe cao cấp, xe hạng sang cũng giảm giá mạnh. Trong đó, mẫu xe đen cao cấp Kia Kuoris hiện đang được đại lý Kia tại Việt Nam mạnh tay giảm giá 500 triệu, xuống còn 2 tỷ 2. Kia Kuoris trình làng thị trường Việt Nam từ năm 2016 với giá 2 tỷ 708 triệu, đến nay chưa nhận được phiên bản nâng cấp nào. Đây được xem là động thái giảm giá để xả hàng tồn kho. Bên cạnh đó, mẫu xe đen hạng xăng BMW 7 Series cũng đang có mức giảm giá lên đến gần 600 triệu. Đây là mức giảm giá mạnh tay nhất của BMW 7 Series kể từ khi bản mới ra mắt tại Việt Nam từ cuối năm 2019. Với hàng loạt mẫu mã từ xe đời cũ đến xe đời mới, từ xe phổ thông cho đến xe sang. Đây được xem là đợt giảm giá rầm rộ nhất trên thị trường ô tô tính từ đầu năm 2021 đến nay. Xe cộ, xe cộ, xxx.